Đây là đài phát thanh xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 21 tháng 9 tới đây, tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn, máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận biết, thấy những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có những công cụ hữu hiệu phục vụ cho học tập, làm việc, cũng như mang lại nhiều lợi nhiều lý thú và bổ ích trong cuộc sống. Đặc biệt với người dân ở nông thôn, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Với các bạn thanh niên, nhờ sự nhạy đam mê tìm hiểu công nghệ mới, các bạn càng có điều kiện để tiếp cận Internet, sử dụng Internet như một công cụ hữu hiệu phục vụ cho công việc học tập, lao động cũng như giải trí một cách lành mạnh. Nhờ Internet, các bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm những thông tin cần thiết